Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán hình lớp 8 các bạn. Thì hôm nay mình xin giới thiệu với tất cả các bạn đó là mình sẽ giải bài 59. Thì 59 này nó kêu là gì? Giao điểm của hai đường chéo hình chữ nhật là tâm đối xứng của hình chữ nhật. Thì trước khi mà giải quyết cái bài 59 này thì các bạn có thể vào mục miêu tả để xem cái đề nha. Tại nhiều lúc mình nói cái đề lẹ quá các bạn không hình dung được. Thì tâm đối xứng là gì? Thì thứ nhất nè, điểm A, điểm B, điểm M. M được gọi là tâm đối xứng của A và B. Hay nói nôm na, M phải khỏi mảng hai điều. Thứ nhất, A, M, B thẳng hàng. Thứ hai, đoạn A, M bằng M, B. Ok chưa ạ? Vậy M là điểm, là tâm đối xứng của A và B. Hay nói nôm na, M phải là chung, chung vậy. Thì tương tự vậy, mình sẽ chứng minh cái giao điểm giữa hai đường chéo nó là chung điểm của mỗi đường là xong. Được chưa? Thì mình biết rằng gì à? Hình hình bình hành thì có lộn hình chữ nhật thì có hai đường chéo cắt nhau tại chung chung điểm mỗi mỗi đường. Ok chưa? Vậy gọi AM bằng MB, lộn MC. Tiếp tục đoạn MD bằng MB. Vậy xong. Được chưa? A, B, C. Vậy mình chỉ giải quyết sao? A, B, C, G là hình hình chữ nhật. Thì suy ra được gì ạ? Suy ra được là A, M bằng M, C. Vậy suy ra M là tâm đối xứng của A và C. Tiếp tục A, B, M bằng M, D. Vậy suy ra M cũng là tâm đối xứng của B và D. Được chưa? Vậy nói nôm na chứng minh tâm đối xứng là gì? Chứng minh tâm đối xứng nôm na là chứng minh cái đó là cái điểm đó là chung điểm của đoạn thẳng thôi nha các bạn, chung điểm của đoạn thẳng thôi. Đó là cái câu A nha các bạn. Còn câu B của bài 59 thì nó nói như thế nào? Hai đường thẳng đi qua chung điểm hai cặp cạnh đối diện của hình hai đường thẳng đi qua chung điểm của hai cặp đối diện đây AD BC AB với lại DC là hai cặp cạnh đối diện đây. Hai đường thẳng đi qua chung điểm của hai cặp cạnh đối diện là trục đối xứng của hình chữ nhật, được chưa? Rồi thì mình lấy lại đi. Thứ nhất nè, cặp lại đây nè, đường thẳng đi qua chung điểm của hai cặp cạnh đối diện, ví dụ cạnh đối diện là AB và DC đi, tôi lấy chung điểm y đi. Ok chưa? Tiếp tục ở đây tôi cũng lấy chung điểm p đi. Chung điểm mình nhìn ký hiệu mình dự đoán nha, tại vì sao độ dài AB bằng độ dài DC rồi, thì người ta nói rằng đường thẳng đi qua chung điểm của hai cạnh đối diện là đường đường gì à? Là trục đối xứng. Trục đối xứng thì nói nôm na cơ bản là gì? Muốn chứng minh trục đối xứng thì chỉ cần chứng minh cái đường đó, cái đường IB là đường chung chung trực, nhớ trục đối xứng là đường chung trực. Đường chung trực là vuông góc và đi qua chung điểm. Chung là chung điểm, trực là chính trực. Chính trực là phải vuông góc với mặt đất. Được chưa ạ? Gọi là đường chung trực. Đường chung trực là đường vuông góc và đi qua chung điểm. Thì phải chứng minh đường này vuông góc với AB và đường này vuông góc với BC nữa thôi. Tại sao? Bởi vì nó đi qua chung chung điểm rồi. Để chứng minh vuông góc thì mình sẽ làm bằng cách nào? Thì rất đơn giản thôi, xét hai tam giác bằng bằng nhau. Vậy chứng minh cái góc Y này vuông với góc Y này thì ta sẽ xét tam giác AIM BIM. Thứ nhất ta sẽ có cạnh AM bằng MB. Đó là tính chất của hình chữ nhật. Tiếp AI bằng IB giả thuyết cho IM là cạnh cạnh chung. Vậy suy ra góc M1 I1 bằng góc I2, mà hai góc này vị trí gì à? Hai góc này ở vị trí đồng lộn cho kề bù, nên suy ra góc I1 bằng I2 bằng 90 độ. Vậy nó đã có ghi qua chung điểm vuông góc, suy ra nó là hình 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 suy ra đường đó là đường chung trực. Được chưa? Vậy mình sẽ chứng minh IB là đường chung trực của AB trước.
nghe các bạn. Rồi, thì ta xét nè, xét tam giác A, I, M và tam giác B, I, M. Được chưa? Thì ta có thứ nhất I, M chung, cạnh chung. Thứ hai A, M bằng B, M, đó là hình chữ nhật. Được chưa? Tiếp A, I bằng I, B, đây là gọi là giả thuyết cho. Từ đó suy ra hai cái tam giác đó bằng nhau, tam giác A, I, M bằng tam giác B, I, M. Trong trường hợp cạnh, hai tam giác bằng nhau thì có trường hợp cạnh, góc cạnh, góc cạnh góc. Ok chưa? Hai tam giác bằng nhau thì suy ra góc I1 bằng I2. Ok chưa? Mà biết rằng mà I1 cộng I2 bằng bao nhiêu ạ? I1 cộng I2 bằng 180 độ. Vậy suy ra I1 180 độ là góc hai góc kề bù đó, còn nghĩa là hai góc tương ứng bằng nhau đó. Vậy I1 bằng I2 bằng 180 chia 2 là 90 độ. 90 độ thì suy ra vuông góc. Vậy suy ra IP vuông với lại AB, mà Y là trung điểm của AB, suy ra IB là đường trung trực của đoạn AB, suy ra IB chính là trục đối xứng của AB, và tương tự cũng phải chứng minh góc B vuông thì cũng xét hai tam giác bằng nhau. Được chưa? Rồi, đó là những cái câu hỏi mà mình đã trả lời cho cái bài 59 sách giáo khoa nha các bạn. Các bạn nào mà vướng mắc bài đọc nào trong sách giáo khoa thì các bạn có thể comment, mình sẽ trả lời lại sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.